thì nó nếu mà không có oxy thì nó không dám nó mạnh. Thế vì thế cho nên nhớ một điều là vì thế cho nên và theo khánh gặp nó hiểu rồi. Vì thế cho nên nó hay ở trên cái vùng biết trên đỉnh lên đỉnh là chỗ có nhiều ống oxy nó như như vậy, nhưng mà nghe cũng phải có lý, nhưng mà thực ra không phải như vậy đâu. Cái nào không phải ở phổi chỗ nào cũng có oxy. Thế và lúc đầu tiên mà bị nó không bị ở chỗ trên chóp apex ở trên cái chỗ thì bị ở chỗ khác. Đây là mình sẽ nói và nghe là tại sao mà nó lại không phải như vậy. Dù sao thầy rất cảm ơn học trò ngồi dưới mà thấy có vẻ thầy có vẻ nhầm chỗ nào để sửa thầy là thầy rất đau lòng, thầy rất thích như vậy. Học trò phải có điểm hơn thầy thì mới quý nhé. Bây giờ để muốn chứng minh cho các con là lời của Ngọc Khánh Ngọc nói là đúng, là cái vi trùng làm nó chỉ thích cái nào có khí thôi, còn cái nào mà không có khí thì nó không có sống. Khánh Ngọc vậy nhé. Các con đã biết rồi. Người ta suy ra một cái chữa bệnh lao này thì ngày xưa không phải bây giờ, ngày xưa chữa bệnh lao này đấy, người ta dùng cái tính chất của vi trùng lao là bacillococcus để ra, nó thích nó chỉ sống được với khí thôi, không khí thì nó không sống được, nó chết. Vì thế cho nên người ta mới suy ra một cách diệt trừ và bệnh lao kiểu ngày xưa. Nào có biết không? Biết có hay không? Không. Đấy. Đấy, học trò của tôi là như vậy đấy. Một chữ thôi, không. Không thưa thầy cái gì lăng nhăng gì cả. Tại vì như vậy, khi mà thưa thầy con nghĩ ra nó kia là nó là bị hoang mang. Đấy, coi này. Ngày xưa vậy, người ta chữa bệnh lao một cách là ép phổi, cho hơi vào phổi, tạo nên một cái pneumothorax nhân tạo và cái điều trị là therapeutic, một cái pneumothorax, một cái therapeutic pneumothorax cho hơi phổi, ép phổi lại nhé, để phổi ít oxygen, một bên gần như không có không có thở vào được, gần như vậy trong một thời gian, tức là cái vi trùng nó làm chết, lúc mà xong rồi nó chết rồi, bây giờ mới ngắn khỏi nhà. Nhớ không? Ngày xưa cái thời mà các con có biết bác sĩ Nguyễn Khắc Viện không? Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện là một nhà cách mạng ở bên Pháp. Ông là bác sĩ và ông bác sĩ chuyên về lao phổi, chính ông lại bị lao phổi. Ông là, ngoài ra ông là một bác sĩ giỏi ở bên Pháp, và ông lại gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, và ông là một người chiến sĩ cách mạng, chiến sĩ cộng sản, và ông về Việt Nam hợp tác với nhà nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế ông sống cho đến sau này giải phóng là 30/4 thì tôi và ông ở Sài Gòn. Ông bị lao rất nặng và ông bị ép phổi. Đấy, bơm hơi vào. Ông cứ bơm vào đâu? Để nói là một câu nhầm nữa là vậy, không phải nó bơm hơi, ít khi mà bơm hơi vào phổi, bơm hơi vào đâu để mà ép cái phổi, đoán đấy, nó đọc nó đoán, ý định là muốn ép cái phổi lại để cho vi trùng lao không có sinh sôi nảy nở được. Khoan màng phổi.
qua mà cũng có thể đúng rồi nhé. Thế nhưng mà cũng có thể đúng, nhưng mà coi là phần ngồi xuống. Bây giờ thầy mới nhớ ra nhé, là ngày xưa thầy chưa muốn làm cái việc đó, là không phải qua một phần, qua màn bụng, qua bụng đẩy cái hoành cách vô, đẩy cái cơ hoành ở đây. Ngày xưa là vào khoảng năm 1953, thầy còn là sinh viên nội trú ở một cái bệnh viện lam, thầy chuyên môn sáng nào cũng làm cái gì của đó cho người bệnh nhân chích qua bụng và màng bụng, xong rồi bơm hơi vào, tôi gọi là pneumoperitoneum. Peritoan là màng bụng phúc mạng, chúng ta biết viết chứ. Peritoan, pneumo là hơn, pneumo peritoan là cái phép điều trị bệnh nặng bằng bơm hơi vào trong màng ruột để cho có hơi đâu nó đẩy cái khoảng cách mô lên là ép cái phổi, và như vậy vi trùng lao thiếu khí chết. Thế nhưng mà bây giờ tại sao bây giờ người ta không làm như vậy? Các bạn đoán đi. Bây giờ không ai làm như vậy. Các bạn đoán đi. Còn tại sao ngày xưa, thầy nói ngày xưa thì người ta làm như vậy để chữa bệnh của người ta. Và bây giờ người ta không làm như vậy. Còn ngày xưa thêm một chuyện nữa, ngày xưa mà ai bị lao coi như là ngày xưa mà nếu bị lao phổi thì coi như là bây giờ bị ung thư. Coi như là tuyệt vọng, tuyệt vọng. Mà ngày xưa tất cả nhiều những bậc trí thức chết rất sớm là vì lao phổi. Chỉ có bác sĩ Nguyễn Khắc Viện là may ra tự nhiên đây cứu được sống sót. Nhưng mà tại sao bác sĩ mà sống sót được này nha? Thì ý là thầy sẽ nói thêm một chuyện nữa, là ông ấy cũng làm vậy, cho hơi vào phổi và cho hơi vào bụng cũng không có khỏi. Sau ông phải cắt và lá phổi. Thế thì tại sao ngày xưa lại phải làm như vậy mà bây giờ không có chuyện đó nữa? Bây giờ lá phổi thì đã thương lắm, lá phổi chữa rồi chừng là vài tháng rồi hết rồi. Không biết tại sao Ngọc nói đúng rồi. Thế ngồi hỏi thế. Ở đây này, các bạn chắc là có lại thêm một tờ nữa. Chắc là phải thêm một tờ nữa. Chịu quá. Giỏi quá. Bây giờ thì có kháng sinh tên là gì? Tên là gì? Kháng sinh tên là gì? Nói gì? Rifampin. Rifampicin. Đơn nào mà biết? Đơn giản tôi đã biết, tôi nói. Streptomycin. 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 Còn những cái Rifampin cái khác là phụ nhân. Cái chính là Streptomycin. Cũng có nhiều thứ khác lắm, các bạn nhé, học được. Nhiều thứ khác lắm. Nhưng mà cái chính là Streptomycin. Và người ta phải chích. Chúng mình phải uống rồi. Streptomycin là hết. Ngày xưa thì được, bây giờ thì có nhiều thuốc ngoài Streptomycin ra còn đi như phong thì nhiều thứ đấy. Nhưng mà cái chính là Streptomycin. Chứ người nào mà kháng về Streptomycin thì lúc giờ mới phải tìm phong phong khác. Rồi, có ý kiến gì không? Thế nhé, thế bên ngày xưa và bị lao phổi coi như là xong rồi, và coi như bị kết án trung thân thì chết. Thế ngày xưa những người mà nổi tiếng ngày xưa đều chết vì bị lao, nhất là những giới nghệ sĩ đều chết vì lao. Anh còn biết đêm đâu không? Bà đêm đâu không? Chiều chưa đi mà đêm rơi xuống,
đâu đấy buông lầm lờ tiếng chuông. Đây phải là của Đặng Thế Phong. Bài nào của Đặng Thế Phong không? Bài về đêm đông ra là bài nào đó? Con thuyền không bến, đêm nay thu sang cùng heo mây, đêm nay sương đã mờ trong mây, thuyền ai ngờ lững trôi theo dòng, như nhớ thương ai trùng lòng. Cô Đặng Thế Phong. Đặng Thế Phong là nhạc sĩ đầu tiên, trong những nhạc sĩ đầu tiên của Việt Nam, một người rất nổi tiếng, chết năm 25 tuổi, sau khi chỉ có làm ra 3 bài thôi, là bài Con Thuyền Không Bến, đêm nay thu sang cùng heo mây, đêm nay sương la mờ trong mây, thuyền ai lờ lững trôi theo dòng, nhớ nhớ thương ai trùng tớ lòng. Còn bài là đêm đông, câu cuối cùng là có chăng có ai thâu tình cô nữ đêm đông không nhà. Có bài nữa là bài đêm thu. Cần những bài đó không? Không biết bài gì cả. Vườn mưa trăng chiếu hoa đứng im như bất buồn. Vườn khuya trăng chiếu xuống và bông hoa, những bông hoa như là người bắt buồn, như người con gái rất tuyệt vời. Vườn khuya ban đêm trăng chiếu xuống vào vườn hoa, vườn bông, những bông, mỗi bông hoa như vậy, những buồn người thiếu nữ đôi mắt buồn. Vườn khuya trăng chiếu hoa như bác buồn, Đặng Thế Phong. Thế còn một người nữa là Nguyễn Nhật Phát. Nguyễn Nhật Phát là con của ông Nguyễn Văn Vĩnh, người miền Nam. Xong rồi ra ngoài Bắc, học ngoài Bắc, đi chơi chùa thôi. Xong rồi gặp cô con gái đi với mẹ, chúng ra chúng giết. Con gái mẹ nó giữ ra giữ tiếp thì hai người này nhìn đi sau chồng đẹp cái cô, thế mà về mới làm được một bài thơ đi chơi chùa Hương. Con biết bài không? Hôm nay đi chùa Hương hoa cỏ mờ hơi sương, cùng thầy mẹ em dạy em vẫn đầu soi gương. Rồi khi mà đi đấy thì đó là đi để gặp một chàng một xa nhân đấy, để đi con thuyền gặp một văn nhân. Rồi ông văn nhân này ông đeo đấy, ông theo cái cô này, rồi dạo ông lên nói vạch ra kê bình một vài bốn câu nhé, ông ấy làm thơ. Rồi cuối cùng khi mà hai người xong rồi sao mà mẹ để nguyên cho hai người nói chuyện với em một tí với em. Thế thì khi mà lúc về rồi thì nhớ nhau và nói cái câu thơ cuối cùng là thế thì say trong giấc mơ màng, em cầu xin trời Phật sao cho em lấy chàng. Nghi bút khói hương vàng, em cầu xin trời Phật sao cho em lấy chàng. Cái bài thơ cuối cùng là như vậy. Thế và dưới ông Nguyễn Nhật Phát nói rằng là chắc là cô này lấy được anh chàng kia rồi, tại vì sau đó không thể làm thơ được rồi. Tức là người con gái thì khi nào mà còn ở một mình thôi thì mới thơ thảnh, mơ mộng lãng mạn. Còn khi lấy chồng rồi để son nhá, hai năm ba năm hai đứa con này nhá, thì lúc giờ không cần làm thơ nữa. Thế cho nên dân ca Việt Nam có cái câu hát gì: cây trúc sinh trúc mọc đầu đình, cô em sinh em ở một mình với sinh. Đấy, người ta phải kỷ như vậy.
để ông là Nguyễn Nhật Phát mới làm bài bài thơ đó. Xong rồi nhạc sĩ Trần Văn Khê mới bỏ nhạc. Hôm nay đi chùa qua cò mờ hơi sương, cùng thầy mẹ em dạy em đứng đầu soi gương. Và các nghệ sĩ nổi tiếng như là Ái Vân hát bài hay lắm đấy. Nguyễn Nhật Phát, Đặng Thế Phong, thế còn thêm một người nữa mới các bạn biết. Các bạn biết chuyện Xuân Tóc Đỏ của tác giả là Xuân Tóc Đỏ với Xuân Tóc Đỏ mà cái thằng cha mà đứng chặt tay ở trên tennis thì đúng không phải. Xong rồi sao được thế này đó là không bỏ lắm. Nhà văn thì Vũ Đồng Phụng. Đồng Phụng Vũ gì? Vũ Đồng Phụng. Giỏi quá. Làm cho thầy mừng quá. Vũ Trọng Phụng. Cái quyền gì tên quyền là gì? Số Đọc. Vũ Trọng Phụng là một nhà văn rất nổi tiếng về văn văn Trào Phúng. Đấy, Vũ Trọng Phụng Vũ con 28 tuổi rồi. Chết vì là. Và sau cùng nữa là một người may không chết vì làm là Bác Hồ. Khi mà đi sang Tây tìm đường cứu nước vậy, là một người thanh niên nghèo khổ, cứ nghèo là 15 thôi, làm rất là may mắn sống cho đến 79 tuổi. Đấy, còn các nhà cách mạng nhiều người bị lao chết vì đấy nhá. Đấy, vì ngày xưa không có kháng sinh và cái chất bây giờ có nhiều kháng sinh lắm, uống nhưng mà streptomycin là cái chính khí chính thì chưa có người nào mà kháng đề kháng cái người nào mà cái sức đề kháng không hợp cái đó vậy nhỉ. Kháng thuốc kháng thuốc chịu rồi thấy nhá. Và thế bây giờ nói lại, bây giờ nói xong với Lào một cái lương của bạn. Lào một cái bệnh. Việt Nam phải nói, phải nói của Việt Nam bây giờ thì bớt, vẫn còn. Và chỉ có Việt Nam mới có chứ ở bên đất nước. Như Mỹ là không còn được bệnh nào. Thế bây giờ sao? Vì đầu tiên là gọi là Lào, lúc đầu tiên, primary, sơ đầu thì nó hay bị ngay ở chỗ đi. Các bạn cứ cầm kéo. Cái nốt dưới và nó hay là bị nó hay cái màng phổi nó có nước và ở hưu là cái hưu là cái này là nó gốc đây cái đó ở hay ở cái lower lốt và màng phổi nó có nước ở đây trong một tí nước đây và hay ở tụ ở đây đó là cái primary TB. Thế rồi B, cái B secondary TB. Secondary TB là sau khi bị cái đầu tiên nó vào, khi đầu tiên nó vào thì nó không có vào, nó vào ngay ở dưới phổi dưới lower lobe, có thể nhìn thấy nhé, lower lobe và pleural effusion và những cái
những cái cối hạch ở ở cái gốc ở cái cuống gốc cuống vỏ để chúng tìm được. Sau giờ đấy cái sau là secondary TV là từ cái primal lần đầu tiên ấy, nó mới lan sang chỗ phân chỗ khác. Secondary TV thì lúc giờ mới nó ở upper nó trên kia nó ở cái thủy trên nhé upper lớp đẹp nhạt quá. Đây con lớp đúng chưa? Lúc giờ secondary TV nó ở trên cái upper lớp trên cái thủy trên và thường thường nó sai biến ra là có sẹo hay là có khó khăn cavity formation có khó khăn như cái đây có thể có sẹo sẹo là cái tiếng là sẹo có sẹo nó có thẹo nó chảy và hang này đây là hang cavity đây là một nước này đây là đen đen là gì đen là khí hay là nước khí nhé đen là khí đây là nước trắng đây quay này là sẹo đây là secondary TB tức là sau khi bị lần đầu tiên nó hết cái này thế này lần đầu tiên với lần thứ hai nó như này sau khi bị lần đầu tiên rồi nó hết rồi trong một thời gian nó hết rồi rồi sau nó mới bị lại chứ không phải là nó bị bắt đầu nó ở chỗ dưới xong lên leo đang quay vậy đâu lần đầu tiên thì bị ở thủy dưới hay là bị có nước ở trong màng phổi hay là có hạch ở quanh cái gốc cuống vỏ này hết rồi lần thứ hai có thể chúng ta bỏ lên trên kia sẽ có thể làm tiếp tục cái xong đấy chữ C đây cái hình C đó thì thấy là ở đấy ở bên tay phải thủy trên có nhiều hang có nhiều cavity và có nhiều xương xuất sẹo do cái secondary TV thế còn ở cái hình C thì để ý thấy là nó lan cả sang bên tay trái thì có cái mũi mũi tên này bây giờ kéo lên kéo xuống đây tôi tưởng các bạn đây có thấy chưa đầu tiên đây đây là secondary TV đấy nó có hang như vậy này. Đấy, đã ra rồi. Mình có thấy không? Đây, cái cũng là secondary TV, có thấy không? Cái thủy trên kia đúng không? Nó hàng trên kia đúng không? Hàng rồi, nó sẹo trên luôn và nó sang cả cái bên tay trái này. Có thấy là tim sao? Tim bình thường nhé, không có gì cả nhé. Và đây là châu rất là điển hình là một cái chân phổi bị lan. Kéo lên, kéo xuống. Đây, ở đây là nhắc lại hôm qua đây là hình phổi còn có cái áp xe thì bao giờ nó có phủ bổ được cái nước làm gan này và đây là bao tử này. Xem lại một tí này, học cái gì vậy? Làm sao nó phải vào chỗ óc mình nhớ, không bao giờ phải quên được. Coi toàn thế, thầy chỉ cho con cái hình về lao, không bao giờ có thể quên được không? Đấy, cho nên cái nghệ thuật và dạy học nó làm sao phải cho ấn tượng, dưa hình ra, và sinh viên xem một lần rồi, không bao giờ quên được. Thế đây, con thấy đây là sao? Bên tay phải, con có vị trí không?
không bị ở đây cái góc góc coastal dive property chưa, góc này chưa, góc này tốt không, có tốt không, tốt không, không đây một tốt không, không nhỏ. Thế bên bên trái thì sao? Rõ ràng bên tay trái thì có gì? Có nước ở trong màng phổi. Rất là rõ. Con chỉ xem một lần như vậy thôi, không bao giờ con thể quên được. Mấy quả năm thứ nhất này nó còn đi không? Năm thứ hai còn đi không? Quả năm thứ hai ở đây còn đi không? Đâu? Sao tụi bay xuống tầng đó? Lên lên đi. Sao cái chui xuống là đó? Có phải là tụi đó là em bé nhất trong cái đám này mà nó thì đếm nó một chút. Mới đến năm thứ hai, bé bé lên đây ngồi sau sắp sắp của nó. Ngồi vừa đây, sau sắp sắp của nó. Thế còn con biết con thấy gặp với bạn bè mày lên đây ngồi con. Con bây giờ con có học được không? Được. Có hiểu hết chẳng? Không hiểu à? Dạ hiểu. Dạ hiểu. 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 Theo được như thế con đấy. Dạ được. Được. Những hình này là các con không bao giờ có thể quên được nhé. Xem một lần thôi. Đây là gì? Nước ở trong màng phổi. Và đó. Thế còn cái hình vừa nãy thầy chỉ cho phải lao không bao giờ có thể quên được nhé. Thế còn trông cái góc kia nó nhỏ lên không? Nó tốt. Không bao giờ có thể quên được nhé. Đấy là một chân chân. Kéo kéo một số. Đây là hay lắm. Đây đây là cái này là cái gì? Tuổi năm thứ sáu mà nhớ hình như là gì? Hình vợ ở cái gốc này nó tù lưu này là gì? Một có cái khớp khớp đi bi lai là gì? Hình như suy gì? Suy tim. Suy tim. Suy tim nữa. Suy tim là sao? Suy tim là máu ở tim trái nó không có ra hết, nó vọt lên ngược lên trên phổi, ở phổi đối ứ nước ra như vậy. Ở đây đấy, trông như vậy nhé. Thế mà thay vì cái chỗ cái program đấy đọc cái này ăn với chân là có thể đang nhẽ ở dưới cái hình ở dưới nhưng mạch máu ở dưới này nhé, nhưng mà nó to hơn, bây giờ nó ngược lên ở trên nó giãn ra và redistribution xuống đấy, có thể là giống như đấy, đây là hình gì, rõ ràng hình gì, suy tim. Suy tim là có cái hình cái rơi red wing. Suy tim là nước ở đây ở trong nước này còn khó thở. Suy tim nhé, chứ không phải là suy tim thì nó là ứ nước ở trong phổi, tức là phổi phù đề. Cái phổi phù đề, hình của phổi phù đề tức là pulmonary edema và hình viêm phổi pneumonia giống phổi, rất khó phân biệt, rất khó phân biệt. Chỉ có là pneumonia thì nếu con thử huyết cầu trắng CBC thì có thấy sao? Không? Khác nhau ở chỗ là sẽ thử máu. Nếu mà suy tim và pneumonia và viêm phổi nhiễm trùng là gì ạ? Khác nhau bằng cách thì thử máu. Thử máu là sao? Thử máu thì trong viêm phổi thì thấy bạch huyết cầu. Viêm phổi thì bạch cầu nó sẽ tăng lên. Thế còn suy tim nó có tăng không? Không. Đấy chưa nhé. Tức là còn xuống hai cái hình bờ này giống khó mà phân biệt được. Suy tim nó bị nó bờ bịt bịt cái này tăng biết là vậy em. Đấy cho nên phân biệt được suy tim với lại viêm phổi, cho là viêm phổi là nhiễm trùng, vì nhiễm trùng cho nên huyết cầu trắng white blood cell tầng leukocytosis. Nhưng còn